Thưa quý vị và các bạn, ngày 16 tháng 8 vừa qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành quyết định về việc miễn giảm mức thu tiền nước sinh hoạt đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Thông tin này đã mang lại không ít niềm vui cho những người lao động nghèo đang gặp quá nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh. Gia đình anh Nguyễn Hữu Tấn là một trong những hộ hết sức khó khăn của khu phố Tây Trì, phường 1, thành phố Đông Hà. Cả nhà 6 người đều sống nhờ vào khoản tiền bốc vác mỗi ngày anh Tấn làm được, nên vẫn đang phải chạy cơm từng bữa. Mỗi tháng, gia đình anh Tấn sử dụng khoảng từ 15 đến 25 khối nước, nên tiền nước luôn ở mức khá cao so với thu nhập. Nhận quyết định sẽ được miễn giảm tiền nước sinh hoạt, anh Tấn cũng như hàng nghìn hộ nghèo và cận nghèo khác trên địa bàn tỉnh hết sức vui mừng. Bình thường thì trong gia đình dùng một tháng khoảng 101 đến 102 ngàn. Thì trong cuộc sống có cả công ty với bán ngân lo lắng cũng rất cảm ơn. Công ty có những quan tâm hỗ trợ như thế thì cũng có đỡ đi một phần nào đó để cho các cháu ăn gạo rồi đó. Hiện ý có bị đường vắng bằng trống thì giống như đường vắng thì bán ý đó. Cũng đi lấy có thu nhập thì được hơn 100 để mình kiểm soát bài trực khó khăn. Dư giống còn tiền nước mà giống như dịch bệnh nhân làm ăn khó khăn. Thì Dũng giảm được tiền mua thì cũng cảm ơn chứ nữa đó. Ngoài những hộ nghèo, quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị cũng nêu rõ sẽ miễn thu tiền nước sinh hoạt ở các cơ sở được Ủy ban Nhân dân tỉnh trưng dụng làm khu cách ly tập trung để phòng chống dịch COVID-19 và giảm 50% tiền nước sinh hoạt cho các hộ cận nghèo theo mức quy định của Ủy ban Nhân dân tỉnh trong thời gian 3 tháng từ tháng 8 đến tháng 10 năm 2021. Hiện nay, các đơn vị liên quan đang tích cực phối hợp để rà soát danh sách và thực hiện miễn giảm nhằm giảm bớt áp lực chi tiêu cho người dân trong thời điểm khó khăn như hiện nay. Xác định được cái trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, cho nên chúng tôi cũng đã chủ động để lên các cái phương án để miễn giảm tiền nước cho các cái đối tượng thuộc nhóm yếu thế đang sử dụng nước. Việc này thì chúng tôi xác định đây là cái việc làm rất có ý nghĩa để giúp cho các cái đối tượng yếu thế, nhất là người nghèo, người cận nghèo giảm bớt cái khó khăn trong cái thời gian dịch bệnh. Thì chúng tôi đã tổ chức họp và triển khai ngay để thu thập số liệu về hộ nghèo, hộ cận nghèo để có đủ cơ sở để miễn giảm kịp thời nhất từ tiền nước tháng 8 cho các cái đối tượng được hưởng lợi. Dự kiến sẽ có khoảng 2.000 hộ nghèo và cận nghèo trên địa bàn tỉnh Quảng Trị được hưởng chính sách ưu đãi của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Trong thời điểm khó khăn này, thì việc được hỗ trợ một số gói chi phí sinh hoạt như vậy là điều hết sức ý nghĩa đối với người dân, đặc biệt là những người yếu thế trong xã hội.